Bình yên không còn yên tai mộng du anh còn đến phải đến bao lâu? Phải đến bao lâu? Lời khuyên cho tình duyên như một chuyến đi xa anh chờ đèn màu. Chờ đèn đâu? Ngang qua đây những chân anh không muốn phải đi vì ngày bên nhau. Vì ngày bên để cố gắng mới không xa rời. Cả buồn lẫn vui tươi trong đời. Điều anh muốn nói với em là đơn đau. Rồi sẽ mau lành sớm thôi. Chỉ là muốn tiếp hay buồn. Có lẽ em chỉ cần một người sớm mới hôn lên trên bờ môi. Làm gì đó khiến em cười. Và người ấy sẽ không là ai. Có lẽ em đang tìm tình yêu để lấp lấy những giấc mơ còn thiếu. Chỉ là tâm với hai chiều. Nhưng chiều kia không phải là anh. Yeah yeah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Anh lớp em đang ở đâu? Dành mấy phút cho anh được không? Anh đang nghĩ tới nên gặp nhau à? Không thể hẹn sau được mà. Em còn chậm hơn lạc đà. Không hề cảm ơn bởi vì như thế nên bao nhiêu lâu nay anh thấy rất là phiền. Vậy mà tại sao em đã không nói thứ em thích nhất là tiền? Còn anh thì đi kiếm sự bình yên. Viết nó thành vài lời làm bài nhạc. Những giai điệu buồn hiu. Anh cũng không cầu mong còn nhiều hy vọng đến từ người mình yêu. Có lẽ em chỉ cần một người sớm mới hôn lên trên bờ môi. Làm gì đó khiến em cười. Và người ấy sẽ không là ai. Có lẽ em đang tìm tình yêu để lấp lấy những giấc mơ còn thiếu. Chỉ là tâm với hai chiều. Nhưng chiều kia không phải là anh. Yeah yeah. Điều anh muốn nói với em là đớn đau. Rồi sẽ mau lành sớm thôi. Chỉ là muốn tiếp hay buồn. Nếu vứt hết những thứ em đưa anh thì có sao không? Anh không muốn phải một lần nữa lại ôm nó vào lòng. Chỉ duy nhất mình em tính tình anh ly nước vì nên hết rồi. Thôi anh mời em đi trước. Có lẽ em chỉ cần một người sớm mới hôn lên trên bờ môi. Làm gì đó khiến em cười. Và người ấy sẽ không là ai. Có lẽ em đang tìm tình yêu để lấp lấy những giấc mơ còn thiếu. Chỉ là tâm với hai chiều. Nhưng chiều kia không phải là